sách đã xong rồi mới ấy được Thì đó, thì đúng mình xem chính mình đó, hiểu không? Không, ý là đang nói là ví dụ mà có dịch đó thì anh cũng mau ra hà. Qua mày đâu nghĩa? qua đi rượu. Đủ má, vợ anh đi nhậu rồi. Vợ anh đi, hai chị em đi nhậu với bạn rồi. Anh ở nhà có chịu gì à? Thôi phải chịu thôi, ở nhà À không, thì ở mình nhà mà bế con thôi. anh thấy bình thường, nhưng mà đang cây vụ đéo được dịch thôi chứ mọi thứ bình thường. Vợ em còn đang đưa bà già đi viện kìa. Bà già em hay bà già đó? Bà già em Hello. tự nhiên tối nay bà đau ngực. Thì mẹ không, Ôi. ông già anh chuẩn bị mổ này, mai mổ. Mổ cái gì ấy? Tuyến tiền liệt, cái đéo gì ông đéo đái được. Điệp mày hôm bữa đi khám đéo đái được, đi vào mổ đéo đái được thì lòi ra, điệp mày bệnh phổi phải sang, điệp mày mổ phổi chữa phổi cái đéo vậy. Bây giờ đỡ rồi mới sang mổ bên đái, bị đủ thứ. Thế tao mới bảo tao sắp lên làm chủ tịch rồi ấy, rồi mày ngồi ăn tăng 10 không nghĩa? Ủa sao mày không em vào không VL đi nghĩa? bị Họ thằng kia nghĩa nó quyết rồi, nó bị kích động mà nhiều chả ủa sao mà mày ra đi ngay họp đôi ngày bị kích rồi. tao đéo nít biết nít mày đâu hổ ơi, mày đưa lại nít mày. Ủa sao kỳ vậy, đụng mày đéo nói nó anh em với nhau kích cái lồn gì vậy? Em đéo biết được, nó kích thì Tao đã bị kích, nó biết ạc em. à thấy rồi, hiểu liêu đấy. Tao đã bị kích địt mày mày so với lồn thêm bạn rồi, tạo chung đội vô đi. Rồi thêm bạn rồi, đổ á, chuyển quyền hạn chỉ huy Nó rồi. kích cả ông Giang này. Kích Giang đúng rồi, địt mẹ, tại vì Giang không có vào friend đi hiểu rồi. Tại vì Giang nếu có nếu chơi với nó thì nó kích với lại bây giờ một slot nó bán 500k thì slot nó phải quý rồi, đương nhiên rồi. Mà tao thấy vô lý cái là đụng mẹ mấy ông vào đánh CP mà mấy ông không chịu đánh pháo đài để test tiết các kiểu. Từ trong clan mà nó lấy tiền slot là cũng Không, không phải, ông không hiểu. Cái lan VL nè, không phải trong lan lấy tiền mà là nó sẽ lấy tiền những vị trí ở ngoài, ông hiểu không? Còn trong lan nó không lấy tiền nhưng với điều kiện là ông phải tham gia CB, sẽ biết này nó có kiểu đàng hoàng đánh pháo đài để biết như thế nào đánh chứ. chứ. Ủa gì? Chứ đủ mẹ ông không tham gia Vô đi, đánh vô đi. đây đây từ từ đang ông không tham gia đánh pháo đài này nọ thì ông biết cái lồn nào chỗ nào mà vào đánh mà bích mà lúc mà đánh thợ thì nó nói cũng có lý của nó, còn cái lồn gì nữa. Nhưng mà nó cái thằng nghĩa là thấy lạ đó chứ, tại vì nhà máu gì với nhau mà. Còn cái Tông Giang là anh thấy chuyện nó bình thường, ông mấy ông đéo đánh pháo đài kích là đúng, may nó chưa kích mình đó. Địt mày, mình đéo đánh cái lồn gì, 500k một slot ông đủ má, nó phải dọn dọn lan đủ má 10 thằng có năm cũ mẹ rồi gì nữa, nó phải dọn chứ. Đi đâu hả ơi? Đéo biết luôn, bà pháo luôn cái map này đi đâu đéo biết luôn, đi mid đi. Con lồ mà chậm thế nhỉ? Con này tao cảm giác chậm hơn con cấp 8 lắm. Đi chạy ngang với bát chát khùng với mày. Không, đang nói đề 3, nó đề 3 chậm hơn con. Nó đề 3 chậm hơn bất trách nhiều. Điều đương nhiên giáp nó ổn hơn bát chát thì chạy chậm hơn. Đang nói nó cái đề 3 nó chậm với nó. Ông Tiến nó lấy của em hết cái slot của em là 7 lít chân à. Thì đủ mẹ không biết, nhưng mà những cái lốp bình thường là 5 lít. Anh có đóng tiền không? Tao Cái lộ mẹ hủ ơi, em đứng đây với anh làm focus thằng này với anh rồi. ý là anh Thành có đóng tiền không? Không, anh bình thường xưa giờ có đóng tiền đâu. Không, nghĩ hồi nãy thằng Nghĩa nó hỏi là không biết tại sao nó kích thằng Nghĩa thì anh thấy cũng lạ. Còn kích ông Giang đúng rồi, ông đéo đánh pháo đài, đéo đánh cái lồn thì nó kích đó là đương nhiên rồi. Đủ mẹ nó chơi và đéo đẹp.
Còn thằng Nghĩa thì Nó anh thấy ấy là anh Công có tiền xong nó làm tiền đó mà. Công ở trong VN từ đầu ấy, Công còn đang bị mất 7 nít kìa. Thôi nói chung tùy nha, suy nghĩ là tùy. Đừng có đánh anh Công à, đủ mẹ. Tiền tao đâu đánh đâu. Tao nói ô tiền bạc không quan trọng nhưng mà nó quan trọng là cách xử sự đúng không? Làm cái kiểu đó thì đủ bố ai mà thèm đánh. Đúng rồi. Trước mặt thôi. Đúng rồi, đúng quá, Huy nó hay bãi lồn luôn, Huy ơi. Cái nó hay lắm. Anh hãy chuyển 7 xì đó cho em. Em nói chuyện rất là hay, hiểu không? Mày nó hay lắm, giờ kéo nó đi. Không, em trong từ điển. Bắn banh nhà bắn em bắn ra. 2 ngày trước là em đã xóa chữ kéo đi ra khỏi bộ nhớ. Đúng không anh Nghĩa? Đúng em. Hãy chuyển cho em với anh Nghĩa mỗi người 3 xì gửi. Ê, tên trong được tên hả? Lên phố kết đó. Bố phòng nằm bắn mày má nhìn thầy không ra về chứ to. Mới mua một lốc lên, tết đi. Bố không nắm giả như lên còn 32 ngàn. Bố không nắm ở đâu? Khủng. Đây nghe cái này nè, mày ra nó bắn mày chết. Nó dụ đó. Ê, đó là nào đi, con ơi đi. Đủ mẹ, chặt xích đéo, xích cái lồ mẹ. Nào đi. Đi gì? Ao đi, để em vô bắn mày xấu. Mẹ không mày. Vô đi. Anh hết tạng rồi. Anh cho bố phòng nằm một bắn. Qua đây giết nó đó rồi. Vô. Tạo hết tạng rồi. Đây bên kia còn hàng. Sao vô cái đéo gì? Bên kia còn hàng, đầy bậy nó bắn. Trời ơi, tao hết đạn rồi, chết con mẹ nó rồi, đâu sao rồi. Chết mẹ rồi. Thằng Chiên vô hả? Ừ, làm xong báo cáo rồi. Khủng má gì nhanh vậy mày, đụng mày tao nghi mày lắm. Bắn thằng 6 anh Chim. Hả? Thôi, bắn thằng 8. Thằng 6 mày, bắn thằng 6 đi. Ít năm mấy trận đã. Ít năm để sau đi. 11 giờ ôi, mày lên cao quá rồi. Chúng ta hãy tận hưởng cái gì? Năm trận ít năm cuối cùng của năm 2019 một cách từ từ. Ôi, ra đi. Ủa má, tự nhiên xóa nhầm cây cây bây giờ. Trận nào mà... Trận nào cùi em out ra em chết luôn anh Công. Em thề em đéo lấy ít năm. Tao xin mày. Ít năm những trận đủ má phải gọi là epic. Ít năm. Có cái gì bắn đi cho ngầu đi. Mời Aki sai đi, tao vô Aki sai rồi. Thôi anh em mình tự tạo clan đánh á. Kéo đủ 15 người đánh nếu. Thế rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đổi team rồi. Em đúng kêu đúng. Bạn em kêu bạn em về nữa là được team á. Grand Van hả? Cũng được. Con tao rồi á, spam đam kinh lắm nha. Đủ lót 6 giây viên. Mình lên team đéo thấy cái bào gì cái bào cát. Thì đúng. Bây giờ ông đầm. Anh Hữu đang bán ạc của anh hả anh Hữu? Đương nhiên rồi. Ê tao mày chạy vô kia ông Hữu. Vô nè chút. Chạy vô cái lỗ đó. Em mới kêu thằng kia chuyển tiền. 8. Ê, tao có 3 view luôn rồi, ok kêu vãi. Hello các bạn đang xem mình. Anh cài 37 triệu rồi nha. Mày cày cái con cắt gì ghê hủ, đủ má, tao cày nguyên một cái mùa. Nguyên một cái mùa luôn nha, tao cày được có tầm 36 triệu rồi. Chim. Qua với bữa nay tao đéo có cày á. Mày cài có 2 ngày á, 3 ngày chứ. 37 triệu là còn 12, 13 triệu nữa hả? Còn 12 triệu mấy nữa. Ôi, mày đi trong hả? Bà hàng kia đi. 7 xị, 1 slot BT với Unicom. Nhưng mà 7 xị 1 tháng hay 7 xị 1 ngày? 1 trận thôi. Ủa má, 1 trận thì khó quá. À đáng á. Đáng cái lộ. Giá cao quá. 700 chưa được 1 ngàn. Má mày điên. Thôi mày ơi, tao có nghĩ lại tao không bắn con đó đâu.
Còn quá tao bắn mệt cái nó chửi ra. Thôi tao nghỉ rồi, tao đi con này. Bắn gì chả chửi. Thôi em bắn HT, em đi được HT. Ê hát đó thì chú cho anh vô, anh đang bật bút, anh cày trên lại. Mọi chuyện thì có lý do của nó anh Hiếu à. Má nó tao bắn con 50-51 mà bon đạn mày. Ủa thì tao thấy bình thường. Chuyện đó là không thể xảy ra được. Đủ mẹ bắn mất chắc cầu bao chứ 50-51 là cái lồn gì. Chắc tao có trách nhiệm. Chú Huy làm ít ngầm chú Huy 2 phút nữa chú Huy ơi. Biết rồi, reset chiếc đáy cái. Yo. Này. Con này còn em chưa có vô vòng sao rồi. Trận sau thắng là vô rồi. Vô cái lồn. Chắc gì tụi nó huề, đồ mẹ. Tụi nó huề có tỷ số Việt Nam 100% ao. Ủa chứ không phải thắng 2-0 là vô hả? Lực của AFC à, nó ưu tiên. Giống Euro, giống rồi, Euro. Rồi, hiểu, nói vậy là hiểu. Giống châu Âu rồi. Có nghĩa là đánh hiệu số bằng thắng nhưng mà đủ má bỏ một lồn kia ra, ba bay chơi nhau thôi. Chơi vậy thì quá khó. Ưu tiên thành đối đầu trước hiệu số. Đủ mẹ nó, tao bắn mít con 50% này, à 50-51 nè. Xong là tụi mày tự quốc giái mình rồi, lực lượng năm nay như lồn. Kiểu thấy có lực, có tài năng, có lực nhưng mà tâm lý thi đấu kéo á. Thằng lồn chiêu được mẹ uống thuốc đi cả tuần rồi đó. Uống thuốc rồi. Ho tiền miết, cái lộn ho tiền kiếp rồi. Ê, có gì mày để di chúc lại cho tao nha, Jim. Anh thôi, để ho hoài đó, chuyển sang Lao á. Đi khám luôn rồi mà bác sĩ báo vẫn là không có bệnh gì. Đéo tin được. Nó ho rồi hồi tiết, không chừng mày. Biết đâu đụng mẹ bữa ơi, bú lồn con nào với sợi lông lồn dính trong cổ họng mà chỉ có cái con cặc gì đâu. Đụng mẹ nó. Má em còn chưa được dịch nữa, anh đụng nói mẹ em... mày, vậy là mày không biết rồi. Vậy là mày không biết rồi, mày tin tao quen nhỏ kia. Chết mẹ giờ chưa vậy? À mày tin tao quen nhỏ kia 6 tháng. Mày tin tao quen nhỏ kia 6 tháng mà đủ má đi khách sạn nhiều mà chưa trình tao. Đủ má vô nó chỉ bút cu tao thôi. Tao ok luôn, đủ má tao đâu có cần, đủ bố chỉ cần bắn là được. Còn mày muốn trình, muốn làm con cặc gì kệ mẹ mày, bố đéo ok. Xong nó tức quá, đủ má nó dẫn đi khách sạn, nó trình tao luôn. Đủ má kêu bỏ ghét, đủ má nó kêu tao điểm thúi. Đủ tao được sướng, nó được sướng. Điểm con cặc gì từ mày không cho tao trình từ đầu cũng được. Anh Thành dơ. Dơ lồn gì. Đủ má rồi. Cảm giác đủ má. Cảm giác mình bún cu. À nó bún cu mình đủ phê lắm. Đủ má mà. Quan trọng là lúc mà chịch đó là. Là không có chịch đó hiểu không. Đủ má đã lắm. Phê bay lồn. Đủ má xong anh. Xong rồi anh còn kêu đủ má. Tao sướng bay lồn. Nó kêu nó đéo được sướng. Kêu ờ thì tại vì em không cho anh chịch chi. Đủ mẹ em giữ chi. Đủ má gán chịu. Phê bay lồn. Đủ mày tao nói đúng chứ mẹ mày cái gì chửi cái lồn gì á. Chửi lắc nít luôn, lắc mít luôn. Dạ, con đó có vẻ liễu yếu đầu tư. Nít nói cái còng lắc luôn. Đủ mày chả lắc. À, chú còng lắc đi vòng. À được. Để luôn replay lại. Con mẹ nó kêu vô VT đủ má làm tạ cho tim như cái lồn vậy. Đủ má. Rồi tới chú công lên dĩa. Đủ má đó. Lát nó đéo hiểu cái. Ôi đỉ mẹ nó. Chết thằng lồn 40 rồi. Giờ cho tiền nó em lên nữa. Trời giờ anh cover mày nè. Không, tao thì không sợ cái lồn gì rồi, nhưng mà không lên được nữa. Lồn 40 ô bắn cái lồn gì đó chết ta. Lồn mới có hàng, hai hàng TD á thì sao? Có, một con quy lê nhưng mà nó núp vô.
giữ chai tôi cứu mày nè. Không, tao không có chết đâu, ai dũng lên chết. Nhưng mà kiểu như là mình mất lợi thế bên này thôi. Chết lù được, đủ mẹ. Tao chứ phải đủ mẹ công đâu. Công lên dễ. Đủ mấy hôm qua mà thấy tao ấm buồn. À, chú nói gì con không nghe nổi luôn á chú. Còn mẹ cái mic nó đâu có hư rồi. Con nhỏ em hay nói á anh Thành. Ừ. Hôm nay tự tay nấu pate cho chó với mèo ăn, sợ mua ở ngoài bị bệnh. Hiểu à, đủ má phải luôn rồi. Quỳ. Nếp mày qua hẳn lại không chơi thì nói với tao coi. Ok, đủ mẹ, nói gì nói lộn lộn gì. Đây, đủ mẹ. Qua lại không, qua đây. Đây. Thằng biết chết rồi. Thằng lộn Ravan nó bỏ vị trí rồi. Bắn đi nha, em đi lên núi em tu tăng 6 đây. Trời ơi con đủ quá, gì vậy? Kìa. Mà lấy mày đủ má solo nó đi. Chặt hết nha. Ôi. Ê mày đụng mẹ bên như chặt. Anh thằng em xin lỗi nha, em chửi ăn gì. Ôi, ok. Đụng má. Tự nhiên. Bắn, anh bắn gì rồi đó. Tao bị lát đụng mẹ, tao quay vòng vòng luôn. Nhà giàu cái đéo gì mà mạng xài như là đủ á, mạng trên miền núi. Lên móc đi. Mạng tháng triệu mấy đó mày. Ủa cặp chỉ đủ mẹ mà mạng tao có 200 ngàn, 200 rưỡi rồi. Tao bắn rồi nha, đúng rồi. Tháng triệu mấy còn thua mạng nữa. Một tháng 200 ngàn của mình nữa. Hàm tháng lên tầm 8 đéo lắc luôn nè. Ờ. Cũng má, em đéo biết nữa. Rồi, nó bắn 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 rồi. Đừng có lên. Đụng mẹ nó chưa có bắn. À lộn, nó chưa có được loát đạn xong hiểu không? Tao nói xong tao bọc. Cứ mẹ nó quay qua là mày dứt nó nghe không? Từ từ. Ờ, trong kia thôi. Rồi chơi nó, chơi nó, chơi nó. Đẩy em dứt. Anh lắc hay không lắc gì, anh bắn giống như cục cứt rồi. Thôi mày đừng nói nữa. Má nó cành bắn như vậy. Đủ mày tao bắn đúng rồi gì nữa. Kẹp nó, kẹp nó. Sao lồ, pháo nó bắn. Cho nó tao bắn đạn cái nọng xanh mà không có vô đam viên nào. Má nó cặp không bắn không vô rồi sao trời. Ôi bắn nồng gì ngon anh em. Nồng nổ á. Cứ đụng mẹ nồng mấy con nó băng nồng bự giúp cho tao. Đụng mày hỏi mẹ. Điểu. Ôi đụng mẹ nó tự ơi ghi lê đụng má xong rồi mẹ mày đang đổi đạn. Đang đổi qua bắn AB đụng. Đừng mẹ. Tôi chịu. Tụi nó bắn có 200 đam mình giết 3 mạng luôn, thấy kinh khủng chưa? Có lồn má lót đạn tới 20 giây rồi hả? Ừ, bộ mày lâu phải lột luôn á. Cái viên nó bắn rồi khốn lắm mà. Ôi ôi. Anh em mình đuổi thai ngon lắm. Bắn gì? À. Gì mày nói gì? Cái thai. Ừ, đủ má trận này điểm nó cao mày luôn à. Ủa lộn điểm nó thấp hơn mày à. Đủ xâm lồn thiệt, đủ má. Có giống như đủ bên đây.
Mày bắn con rổ tô hả? Lồ, nó có gì đâu bắn hoài ta. Ờ, tao bắn con này. Đúng mày, cái thằng ham gái. Tao giờ nó chỉ có ham trai rồi. Đúng má mày, mày không biết tao hả? Đây đủ giờ đi nào nữa đi nào hổ đủ má mày tao thiệt cái mắt lồn nó ghét nhất lên đồi luôn á thề luôn á. Đủ má chùm đồi mày chùm tao chùm đâu tao khoái xuống đủ má ca một mà. Cái lồ má nó tao sắp chết nè. Có cái lồ nó được tao. Cái lồ má nó 27 tao y nó bắn được tao tao nó thằng này đâu phải tao y tao đưa cho nó bắn nghĩ nó bắn không phải đủ má mày tao spam hết 10 viên HE này mày cũng phải một viên 80 thì 10 viên cũng 7 xị 8 xị. Tao farm hết cái đống này cũng no đồ của tao 5 giây một viên. 5 giây một viên. Tao dạo này tao để tao bắn. Dạo này tao bắn khốn nạn lắm, tao để HE cho người nhiều lắm, đủ má mày. Tao sao ba mất HE mày 2200 gì còn 1200 cơ. Ê, có cái lồ á bắn được tao đủ mẹ mày bố đâu ngu ơi đủ má còn khóc nữa
ba không còn khóc còn khóc còn khóc đủ má. Có lồn má sao tao chết vậy? Thôi bắn trước đi ngủ anh. Đủ má nó con này. Bắn trước đi Hữu ơi. Để cho mày cầm cây nè. Để tao cho con bú hay sao cái đụng má con nhỏ này nó bị đụng má. Không chịu. Thank you.
lâu lâu làm việc bình hòa đấy. Mấy cái chuyện nó bắn cao không? Không, nó cao. 2k, 3k nè. Mẹ. Má tao bắn thì mấy kia ấy luôn ấy. Mày thấy mà nó mẹ tao còn đóng mấy không? Đấy. Thằng K14 ngu quá, đủ má đéo biết ra cứu tao. Thôi là tao bắn chết tụi này hết rồi. Đó, đấm thi vô bình xăng mà đéo cháy. Rồi đấm thì nó sẽ bật lại.
BT đeo tạ vào người hiểu không? Không mẹ mày mày có nhớ hôm qua hàng lộn nào á? Tại con của đá hay cái điếu gì đó, quá nó ra gì kiểu như tập con làm cái cũng là mình cũng được. Có mẹ đó là cũng tạ. Không được tao tao bắt mày cái đó thôi. Mình nghe sau. Nó không có thật sự, nó không nói được. Anh lấy anh nói bắn mẹ già đấy che đậy cho sự già toàn diện của anh thôi không già cái đéo gì đâu mẹ cái con gì vậy già á cái con này anh không già mày đừng có bắn phát nào. Mày đi chăn con mà đi cái đéo mà chậm vậy. Đúng má xịt tóc. Xe nặng 100 tấn có phải 10 tấn đâu. Mày có tự nhiên anh chim càng cho mày gì hả? Hả? Đang có lên thì sẵn lên luôn. Lên con S1. Đợt lần nó lâu chuyện mình về đủ quá. Mẹ mày. Con mẹ mày. Con mẹ mày. Bố mày cũng quá mà mới bắn được như là mày đưa đồng chó ra ai. Má lâu lâu mà đang buồn ngủ làm cái mẹ muốn là ghế luôn kìa. Đồ ngủ đâu bắn rủi tôi luôn nha. Má. Cho con bú xong rồi đang dỗ ở nó một cái. Lồn má nó che nữa. Điền thôi. Thằng chó đó. Ôi ôi, giỡn kìa. Chết chưa? Rồi. Má. Đang canh con rồi cái tô. Anh chạy ra anh bắn một viên. Đủ má nó che luôn. Như cái lồn. Bắn giết nó. Xuống với mày. Nó bắn rồi này vậy. Đấy. Mày nói E đi. Mày nói E nào. Mày nói E đi. Mày cứ nhắc mà nó mọc lắm. Bây giờ mày có rất là đường là bắt đá mà. 20-30 à. Ủa ơi, xong trận rồi nha.
Xong chưa em ơi? Rồi, nói đi đi. Ủa, con T hay sao? T, ủa trận lại thua hả? Mất mai á. Đủ má đâu, bắn một cái tim cục cắt. Đi đi. Cái con của mèo của tao đéo thích gì, bắn một cái lục. Ừ. Vậy đâu hổ. Đủ má. Bên mình có 3 mẹt à, bên đó 5 mẹt thì chín cái con cặc gì được cái đội. Mày không thấy bên đó 5 mẹt hả? Bên mình 3 mẹt 10, bên đó 5 mẹt 10 thì đủ mày tính 10 gì tính mấy con 9 xì ra làm cái lồn gì? Trời đủ mẹ của 5A là hay bị tăng chứ đủ mày hỏi ở đây ai nó 5A là của mày đâu. Đủ mày thao mày nói 50B là mẹ thì tao còn được thấy ok chứ 5A thì dục cái lồn nhiều mẹ. Nếu vậy thà 260, 27 mới là mẹ chứ chạy nhanh hơn với lồn. Rồi đó, con mạch của mày đi qua bên kia rồi. Đó, con mạch đẹp trái mày đó. Ồ, ba pháo đó. Biết rồi. Chuẩn bị lên nè. Ôi thằng lồn đủ má đủ cái tôn lồn rồi. Đẩy lên đi thủ. Đủ mẹ tao lên bên này rồi. Thủ đủ ra. Đổ má nó còn là tê nó vô ba pháo chết luôn chả thua. Trời ơi, thằng 5A bên này đủ má nữa.
chết con mẹ mày trái 2 lần. Chết không mẹ, chết không mẹ với 120 lỗ sai lặn cho no. Ủa, nó không biết rồi. Cái khe bắn tôi tới 9 9. Trúng như cái lỗ hùng. Bắn vô nó lên thêm viên nữa. Trời ơi. Ngắm đi, phóc lên rồi. Wow. Chết phóc luôn rồi. À em chết, em chết. Mày đi xuống mình men được á. À. Nhưng mà mày có sai, tụi nó không có. Chứ gì hết đường rồi, mình đâu có pháo đâu, buộc phải men lên thôi, sai thôi. Trận đấu mà kéo càng dài pháo nó càng lợi thôi. Xong rip mày, con WZ biết ngay mà. Ừ. Thôi ra đi, ra đi. Chơi đủ má thằng này chơi chung với mày, chơi chung với mày, chơi chung với huynh được mà đủ con cặc cấm tao bắn gôn ông nội. Không, ý cái thằng ý thằng Hiếu nó nói á, là thằng Công bắn mục tiêu là con Leopard mà nó còn phải bắn gold, chứ nếu phải là nó cầm con Leopard. Đúng không Hiếu? Ô lô, lên đây. Gì vậy ba?
cái đồi bên này tao thấy đéo làm được cái lồn gì luôn á, cứ từ từ bắn thôi chứ. Không map tundra. Bay đỏ gì, bay dưới bay trên chứ bay bên nào đỏ bên nào xanh không nổi. Bay qua kia bay dưới đó. Ủa đủ mẹ nó bồ à, lao nó chết rồi. Đủ má mày bồ. Rồi ra đi, ra đi. Sao không? Ăn ăn. Quay lồn. Nọc có lông mà sao tôi không hiểu sao. Mấy cầu tăng anh chỗ nào vẫn có. Ủa vậy hả, tao không đéo để ý được. Ủa ghi lên có mà. Đủ má con này mà mày bảy skill luôn hả, bởi lộn. Có gì? Đủ má OB 40 cái lồn má phải lồn. Thì OB đủ có mà cả chục con OB luôn á, mà mày nói OB bố ai mà biết con nào? Đầu tiên mày nói OB. Con nó mày đạn gold nó có bên cao không? Đại đạn 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 HE có bên cao của mày á. Trong là cao rồi. Biết rồi. Đang bắn. Cục đó đó hả? Nó chạy rồi. Lộ sai rồi. Sát đúng không? Sát đá không? Tao bắn này giữa. Nó đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Con tao cũng bên cao nè, HE bên 140 nè, cũng ngon phải luôn. Chạy luôn rồi.
từ tôi có chết chưa chưa tàu bắn HE con lồn run van chết con mẹ không mày. Nào sao mình ta không ta chưa nhú lên mà rồi ngắm xong rồi đó. Nó chạy rồi đúng không? Ủa 260 chết rồi ta. Ôi đủ má. Thôi chứ mày cam á nha, thì nó bắn ngang hông tao nè. Đó, nó bắn tao kìa, đụ. Nó lùi về xíu á. Má con lùn. TV, à STB vẫn nằm chỗ này khó chịu ghê. Con cạp về quá thủ luôn, đéo lên luôn. TB nó lùi về xíu. Con lồn 28 đứng đâu chết. Thì mẹ đứng sau cũng chết. Rồi, xong ăn lồn rồi. Về đi Hữu ơi. Đủ má như lề đứng sau cũng chết. Quá kiếm mày cơ. Đủ má giờ tao phải cam mày với cam thằng 75 luôn á. Đủ má bắn đủ cái tô sắp pháo bao rồi. Ôi ôi. Nó không bắn được có sao lắm. Nãy mày không nhú ra của đó là tao bắn được nó. Mày tự lo nha. Tao cam bằng 75. Ủa ai bắn mày còn 500 vậy?
Rồi xong rồi. Đủ má nữa. Mày đi mày. Tìm đủ má chết từ từ chán thiệt. Mấy thằng mệt bắn kiểu lồn gì á. Ra chưa? Ủa đủ má bắn cái lồn vậy. Ủa sao anh em bữa nay thấy có ai thấy Nghĩa không nói năng gì không? À đúng rồi đúng rồi đúng. Đéo đâu Nghĩa đang bắn gì nè. À lồn kỳ quá. Đủ. Ủa mà đủ má anh thấy cũng kỳ. Đủ mà anh em chơi chung nhau phải chi kích ông Giang không chơi thì anh thấy cũng không có gì á. Cái này đủ mà anh em chơi chung nhau rồi kích kỳ à. Tiền bạc đôi khi đâu bằng một số thứ đâu ba. Không, thằng Công không nói do thằng Tiến nó không chơi chung với thằng Công nhưng mà nó Nghĩa kìa. Thấy đủ kỳ vậy luôn. Rồi mai mốt sao nói chuyện nhau ta? Không, ví dụ vô bán PUBG chung nhau nè, hiểu không? Có cái lồn đủ má ở đó mà kích nhầm. Có cái lồn luôn, đủ mẹ nó chủ lên điên hả? Đúng. Lọc thì lọc chứ, cái nào đúng thôi chứ. Nhưng mà ý nó là những người mà chơi chung thì kích nó kỳ thôi chứ. Tao à, tao ghét cái con lồn nhất luôn á Hùng. Lợi lần nào Huy? Huy lợi lợi lần nào?
con gì ta, nó là nick in game, ý là nó nick game thằng F3 gì đó đúng không, F3 gì đó đúng không, đủ mẹ mày góc này sao nó bắn được. Cái lồn má con STB nó hạ nồng quái lồn đi. Ui thằng lồn 50B là mấy con cặc gì em. Đủ má mày, mày chui xuống đây nhiều quá. Trời ơi pháo rồi, bắn lần 500-600 mà nó kêu nếp pháo nếp con mẹ của mày hả. Đủ mẹ nó bắn mít đó nha, nó bắn mít nha, chứ bắn trúng anh không nói đâu nha. Đủ má nó bắn mít mà 530. Trời ơi trời ơi đủ má nó bắn để hình ngắm luôn kìa. Trời ơi thôi xong rồi, đủ má mày nó còn 5 máu, hủ cứu tao. Chết cái lồ. Thôi tao đi về đi Hữu ơi, đi về tao bắn tỉa với mày nha. Để biết về được không? À về được. Tụi nó ép lên là về được. Tụi má lộn số 10 TV bắn đâu rồi. Lộn số 10 TV nó hạ nồng cũng tốt. Đủ má nó ngu quái luôn. Để sửa thằng cứu thương, à thằng sửa xe xong hãy lên, đủ má. Chủ má lộn 60 TB ngu quái luôn. Trời ơi pháo ném đủ má. Trời ơi. Trời ơi ông 50B kìa. Bắn về chả thua. Đủ má pha nãy đó, hiểu sao 50B nó không lên chứ mình. Ai để gọi Mizu chơi coi.
Đúng rồi, cũng khích cà khịa nữa. Đủ má pháo nó bắn kinh lắm, pháo mình bắn những cái lồn, mít không. Đủ mày chém gió thôi, cùng kiếp cái lồn gì. Ở cái lũ má con nhỏ, ở cái lũ má nhỏ vợ mình đi chơi tới giờ này chưa về. Hiếu về rồi má, anh 10 giờ mấy giờ có đó anh xong về má anh, coi con cho anh ngủ mà. Đủ quá giờ anh giờ này chưa về nữa rồi phải nồi thì vợ Hiếu có bao giờ, vợ Hiếu có bao giờ đi quẩy riêng không? Đủ má mẹ bắn đi hủ chờ cái con cặc gì nó hủ. Đang ngủ còn. Đủ má sao chị bị rắc game vậy? Dở cái lồn gì đủ mẹ nó, pháo nó bắn như con chó ghẻ, dở cái lồn gì. Đây 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 đang vô lại. Cái lồn gì không chứ hay á. Lồng má nó phí thời ghê với lồng gì. Đủ má mày cây với chó thì ho ho cái con cặc gì. Đúng không chị em? Đúng rồi, đủ má một pha đá đẻo cực mạnh từ vị trí của chim sang vị trí.